Trang bức xúc lên tiếng, tiết lộ sự thật về đoạn clip ông ăn chả ba anh em với Tiến Luật. Thu Trang, Tiến Luật được biết đến là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực hài kịch. Không chỉ thành công về công việc, cả hai còn khiến nhiều người hâm mộ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tính đến hiện tại, họ đã có hơn 10 năm hẹn hò và kết hôn, nhưng cặp đôi này vẫn ngọt ngào như những cặp đang yêu nhau mặn nồng. Hai ngày vừa qua, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện đoạn clip và trong đó vợ chồng Thu Trang đang cãi nhau rất quyết liệt. Thậm chí thái độ hốt hoảng của họ khi phát hiện có người quay lén càng làm cho khán giả thêm hoang mang và tin chuyện mâu thuẫn là có thật. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài đã đăng tải dòng trạng thái đính chính. Cô cho hay, hôm qua nay bận rộn tối mặt nhưng vẫn nghe mọi người rần rần vụ gì mà tôi với anh kép già gây nhau. Chàng ơi, nghĩ sao tôi với anh ấy gây nhau vậy chàng? Anh Đường Băng và chị 13 vì cái que này mà mang đến lục đục ầm ĩ qua nay. Hôm nay chị 13 tôi xin phép đính chính là chỉ tại hai vợ chồng mê ăn chả thôi, chứ không có gì to tát nha. Ai quay lén cái clip quảng cáo của tôi tạo sóng gió vậy ta? Kỳ lắm mà nghe. Thực tế, cả hai chỉ đang tham gia một clip quảng cáo cho một món ăn và có phần đoạn họ phải tranh cãi vì ai cũng mong muốn được thưởng thức món ăn này. Thậm chí nữ diễn viên còn khẳng định những người thân khi nghe thông tin này đều không thể nghĩ đó là sự thật. Vì khán giả hoang mang vì bỗng dưng cả hai tranh cãi vì người thứ ba cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ từ bao lâu nay, người hâm mộ rất yêu thích và đặt niềm tin rất nhiều cho hạnh phúc của Thu Trang, Tiến Luật. Từ cách họ cùng nhau vượt qua khó khăn, áp lực kinh tế, đến cách chăm lo, không rời nhau nửa bước của cả hai vợ chồng. Không chỉ thành công ở lĩnh vực nghệ thuật, mà Thu Trang, Tiến Luật còn rất may mắn khi có được cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh con trai Andy. Cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội trước nghi án Thu Trang bị Tiến Luật bắt quả tang ngoại tình. Là biểu tượng tình yêu trong showbiz và gắn với nhau như hình với bóng, nhưng anh Đường Băng và chị 13 của Thập Tam Muội bất ngờ khiến fan đặt ra nhiều nghi vấn trước một video cãi nhau lộ ra từ hậu trường. Từng chia sẻ nhiều về mối tình như mơ, cặp đôi Tiến Luật Thu Trang luôn là hình mẫu lý tưởng của một gia đình hạnh phúc. Thu Trang là hoa hậu làng hài, còn Tiến Luật viết kịch bản, đạo diễn. Về nhà, Tiến Luật đảm nhận hết việc nhà thay cho vợ. Gần đây, sau khi tập trung vào kinh doanh, cặp đôi đã tái xuất trong series phim Thập Tam Muội và tạo nên tiếng vang lớn. Sự ăn ý và nét hài duyên dáng của cả hai là nhân tố tạo nên thành công cho dự án. Phim đã đạt 2 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên, liên tiếp lọt top 1 thịnh hành của YouTube. Hạnh phúc, thành công, nhưng clip hậu trường vừa mới được tung ra trên một fanpage lại tạo nên cơn bão trong dư luận về mối quan hệ của họ. Đoạn clip trong hậu trường được đoán là do một thành viên ekip quay lén. Cụ thể, Tiến Luật tỏ ra khá gay gắt và tức giận. Chỉ vài giây, anh khiến người xem bất ngờ khi chỉ tay vào mặt Thu Trang và hét lớn, nói. Khá bất ngờ là Thu Trang không phản kháng, thậm chí nữ diễn viên có phản ứng như ăn vụng bị bắt quả tang, tỏ vẻ không muốn trả lời, sợ người khác nghe thấy. Phản ứng này khiến nam diễn viên như thắp thêm lửa trong người, anh gằn giọng, sao em làm được mà anh không làm được? Song cặp đôi phát giác rằng bị quay lén, video buộc phải kết thúc nửa chừng. Nhiều thám tử mạng đặt nghi vấn, liệu do Thu Trang ăn chả nên Tiến Luật tỏ thái độ phải ăn nem mới công bằng. Nghi vấn này tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ. Chỉ sau một đêm đã có hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận. Dư luận chia ra ba hướng, bên vực Thu Trang, thương cảm Tiến Luật và trung lập. Nhiều fan lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Vẫn một lòng tin tưởng, ngày xưa khó khăn chị vẫn thương anh, nỡ lòng nào nói chị ăn chả. Lâu lâu mới được ăn chả, cơm hoài phải bớt ngắn chứ ơi, là những lý do được đưa ra. Nhưng trước thái độ của Tiến Luật, nhiều fan tỏ ra hoài nghi có hay không việc Thu Trang ăn chả. Anh Luật gây gắt vậy hẳn có chuyện ghê gớm lắm, chả với sừng, kẻ nào dài hơn. Ít ỏi hơn, có một vài bình luận trung lập bày tỏ hy vọng cặp đôi vẫn hòa thuận và tình cảm. Nghi vấn Thu Trang ăn chả vẫn chưa được người trong cuộc phản hồi, cộng đồng mạng vẫn hy vọng hạ màn sẽ là suôn sẻ như những vở hài mà cặp đôi đã mang đến. Dù quản lý của Thu Trang Tiến Luật đã lên tiếng rằng mọi chuyện không phải như mọi người tưởng tượng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò của cư dân mạng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao quay quảng cáo mà bối cảnh lại ở trong hẻm, câu cú thì lủng củng, không thấy được sự đầu tư, chuẩn bị. Thu Trang chính thức lên tiếng về nghi án ngoại tình bị Tiến Luật phát hiện. Hơn 7 năm chung sống và có với nhau một nhóc tì đáng yêu, vợ chồng danh hài Thu Trang Tiến Luật khiến người xem không khỏi ghen tị khi có cuộc sống gia đình hòa thuận, ấm áp. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip được đăng tải thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Ghi lại cảnh vợ chồng Tiến Luật Thu Trang tranh cãi gay gắt đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Đặc biệt, sự hoảng hốt của cả hai vợ chồng nữ nghệ sĩ khi phát hiện bị quay lén ở cuối clip làm cho cộng đồng mạng càng hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với hai vợ chồng. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với nữ diễn viên hài Thu Trang. Cô cho biết, đó chỉ là đoạn mà Thu Trang và Tiến Luật đang đóng clip quảng cáo. Không biết sao có người trong ekip quay lén ngay khúc đó rồi tung ra khiến mọi người hiểu lầm thôi.
Cách đây vài ngày, trong buổi gặp gỡ giao lưu với người hâm mộ của đoàn phim Thập Tam Muội, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang còn xuất hiện tình bể bình trước sự chứng kiến của dàn nghệ sĩ cùng hàng trăm khán giả. Vợ chồng danh hài Thu Trang không ngần ngại khóa môi cực tình tứ, khiến khán phòng như muốn nổ tung. Hoa hậu Mai Phương Thúy sinh nhật tuổi 30, giàu sang phú quý chỉ thiếu một tấm chồng. Ở ngưỡng cửa 30, Mai Phương Thúy có tất cả mọi thứ từ nhan sắc, danh tiếng tới tài sản kếch xù, nhưng chỉ thiếu mỗi tấm chồng. Vào ngày 6 tháng 8, Mai Phương Thúy vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình bên bạn bè và những người thân. Nhìn lại chặng đường thanh xuân 30 năm của Mai Phương Thúy, công chúng không khỏi ngưỡng mộ và thầm ghen tị với thành công và ánh hào quang mà cô đạt được. Vẻ đẹp đặc biệt của nàng hoa hậu có chiều cao vượt trội. Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đã được công chúng cả nước chú ý và báo giới săn đón như một hiện tượng. Sức hút của cô ngay từ thời điểm đó đã rất lớn, lớn hơn nhiều so với các thế hệ hoa hậu trước như Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Mai Phương. Mai Phương Thúy gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật của mình, được công bố là 1m79. Tuy nhiên, chính người đẹp trong một lần phỏng vấn đã tiết lộ cô cao tới 1m81 nhưng phải hạ xuống để có được số đo đẹp phù hợp với các cuộc thi. Có thể nói Mai Phương Thúy chính là hoa hậu cao nhất Việt Nam từ trước đến nay, kể cả trong giới người mẫu, gần như không có ai sở hữu chiều cao khủng như cô. Tuy cao lớn là vậy, nhưng vóc dáng của Mai Phương Thúy không hề bị thô mà vẫn mềm mại, nữ tính, với số đo bao vòng hoàn thiện. Các đường nét trên gương mặt cũng hài hòa, với đôi mắt to, sáng và nụ cười tỏa nắng. Khác với nhiều hoa hậu khác, vẻ đẹp của Mai Phương Thúy khá giản dị, hiền lành nhưng vẫn có sức lôi cuốn và tạo được dấu ấn riêng trong bản đồ nhan sắc Việt. Trong số các hoa hậu cùng thời với Mai Phương Thúy, ít ai giữ được sự nghiệp lâu bền như cô. Thời gian từ khi đăng quang tới nay đã 12 năm, nhưng chưa bao giờ Mai Phương Thúy đánh mất sức hút của mình. Là một hoa hậu nhưng Mai Phương Thúy thường xuyên được mời catwalk trên sàn diện của các nhà thiết kế nổi tiếng và tham gia chụp những bộ hình thời trang đẳng cấp. Mai Phương Thúy tỏ ra thích hợp và tôn được thần thái của những mẫu đầm dạ hội sang trọng, nên thường được một số nhà thiết kế ưu ái chọn mặt gửi vàng thay vì một số người mẫu chuyên nghiệp khác. Ngoài làm mẫu thời trang, Mai Phương Thúy cũng được các nhãn hàng lớn mời làm đại diện thương hiệu, đóng quảng cáo với những bản hợp đồng đắt giá. Mai Phương Thúy còn từng gặt hái được thành công lớn về mặt phim ảnh. Bộ phim Âm Tính do cô tham gia đã đạt giải vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc 2010, giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất của mình. Đến nay, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên gây được nhiều chú ý. Nhất cử nhất động của cô đều được báo giới săn đón và công chúng quan tâm. Tên tuổi của cô vẫn là thương hiệu bảo chứng, tin tưởng đối với các nhà tổ chức sự kiện và thường xuyên được góp mặt trong những event lớn. Mai Phương Thúy chưa bao giờ lên tiếng về thu nhập trong mảng giải trí của mình. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã vô tình tiết lộ một số hợp đồng của Mai Phương Thúy có giá trị còn cao hơn các xe của Ngọc Trinh với khoảng 20.000 đô một hợp đồng, tương đương 450 triệu đồng. Như vậy có thể thấy, giá trị và sức hút của Mai Phương Thúy không hề mất đi mà ngày càng tăng lên trong 12 năm qua, khiến cô luôn trụ vững ở top đầu người đẹp danh giá showbiz, khiến ngay cả những đàn em nổi tiếng như Ngọc Trinh cũng phải kiêng nể. Khối tài sản kếch xù và sự nghiệp kinh doanh thành đạt, hoạt động một thân một mình, nhưng Mai Phương Thúy vẫn sở hữu khối tài sản kếch xù. Ngoài giải trí, cô còn khá thành công trong việc kinh doanh. Theo lời Mai Phương Thúy, cô hiện sở hữu nhiều căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại, người đẹp đang ở trong căn hộ mới ngay trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất và di chuyển bằng một xe hợp hạng sang. Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn đang làm chủ hai nhà hàng ẩm thực tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, người đẹp khá bắt tay trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Giống như nhiều người đẹp khác, Mai Phương Thúy cũng rất ham mê đồ hiệu. Cô sở hữu cả một bộ sưu tập giày dép, túi sách đến từ những thương hiệu hàng đầu như Chanel, Dior, LV với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Mỗi lần xuất hiện, Mai Phương Thúy đều khiến công chúng phải lóa mắt bởi đồ hiệu cô mang trên người. Chẳng hạn, cô từng gây xôn xao khi đeo chiếc đồng hồ Rolex bản Limited của dòng Oyster Perpetual Permaster trong một sự kiện có giá đến 2 tỷ đồng, hay chiếc váy của Elsat trị giá 315 triệu đồng. Ở tuổi 30, Mai Phương Thúy không thiếu bất cứ thứ gì, từ danh tiếng, sự nghiệp đến tiền tài. Nhưng trong khi các hoa hậu cùng thời với cô đã yên bề gia thất, thì người đẹp này vẫn đang lẻ bóng và thiếu một tấm chồng. Mai Phương Thúy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Lần duy nhất cô dính phải nghi án yêu đương là vào năm 2010 với Benny An, một doanh nhân giàu có mang quốc tịch Singapore. Cả hai từng lộ nhiều khoảnh khắc thân mật bên nhau. Tuy nhiên, trong một lần ngồi ghế giám khảo, Mai Phương Thúy lại chia sẻ: "Bạn trai tôi không hoạt động trong lĩnh vực showbiz. Anh là người khá kín đáo và ngại đám đông. Lần quay trở lại này, tôi nhận được sự động viên to lớn và nhiệt tình từ người bạn trai bí mật.
Chính anh là người đã đề nghị tôi quay lại với showbiz bằng cách ngồi ghế nóng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Gần đây nhất, Mai Phương Thúy gây xôn xao khi lộ hình ảnh tình cảm với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè tốt của nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy vẫn xuất hiện một mình, bởi vậy công chúng và người hâm mộ khá mong cô sẽ có một tấm chồng ổn định.